Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chào tất cả các pioneers. Ngày hôm nay chúng ta lại rất vui khi được gặp lại nhau trong cái số podcast tiếp theo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số những cái thông tin chia sẻ đối với một trong những cái trải nghiệm mới ở trên PC, ở trên laptop. Và ngày hôm qua Thắng cũng đã có nói về, đã làm một cái short về cái pnet.com. Thay vì nó hiển thị các cái giao diện trang web như là trang myvi.com từ ngày trước ạ, thì bây giờ cái tên miền pnet.com nó đã được trở về một cái giao diện mới, mà ở đây chúng ta thấy rằng nó khá là tương đồng đối với pbrowser. Đây, cô chú anh chị và bạn có thể thấy một cái sự tương đồng rất giống. Tuy nhiên thì đối với pbrowser thì nó ghi là welcome to pbrowser, còn đối với pnet thì là welcome to pnet. Và chúng ta có thêm một cái mục gọi là mục search for any apps here, tức là mình có thể tìm được những cái ứng dụng. Thì Thắng nghĩ rằng trong tương lai tất cả những ứng dụng được tích hợp chính thức vào P blockchain thì nó sẽ được liệt kê giải rác hết trong đây. Thì chắc là vì có thể là nó sẽ nhiều quá cho nên là người ta sẽ phải tạo thêm một cái search. Thì chúng ta có thể search ở đây. Ví dụ như mà chúng ta muốn tìm cái ứng dụng FileSize thì mình có thể gõ FileSize, giả sử như mình tìm thấy mình ấn go thì nó cũng ra FileSize luôn nha. Đó thì nó rất là tiện. Và chúng ta ấn vào cái mục thanh floating bar ở đây thì mình có thể vào cái mục ecosystem. Mình hoàn toàn có thể vào những cái app ở đây. Thì Thắng nghĩ rằng là trong cái tương lai khi mà open mainnet ấy, thì những cái app ở đây, nếu những cái app nào vượt qua được những cái tiêu chí nào đó, app nào nó được lên mainnet thì nó sẽ được nhặt từ trong cái pnet testnet ecosystem này, nó sẽ ra luôn cái mục chính này. Thế thì có hai cái khả năng có thể xảy ra đối với cái pnet theo quan điểm cá nhân của Thắng nhé. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo thôi. Cái thứ nhất đó là cái pnet nó chỉ đơn giản là một cái website liệt kê các ứng dụng, mà khi bạn muốn sử dụng tích hợp sâu các ứng dụng nào đó, bạn bắt buộc phải tải cái p browser hoặc cái p kia về. Thì đây mình có thể thấy một cái ví dụ, nếu như bạn muốn truy cập vào ví, khi bạn ấn vào ví thì nó bắt bạn là phải tải một cái ứng dụng p browser về. Khi thằng kích vào đây nó sẽ ra cái ứng dụng p browser ngay. Ở đây nó ghi rằng là cái ứng dụng này hiện tại là chưa thể truy cập thông qua pnet. Nó ghi là yet, tức là chưa ở thời điểm hiện tại, chứ không phải là không thể. Thế cho nên là trong tương lai, cái khả năng thứ hai nó có thể xảy ra là khi mà lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như này. Nếu như cô chú anh chị và các bạn hay sử dụng ví Trust Wallet, ví MetaMask, ví SafeMoon, ví SafePool, thì các bạn để ý rằng khi vào ví là bạn sẽ có thể như thế này. Đây Thắng sẽ lấy một cái ví dụ nha. Rồi thì đây là cái ví MetaMask của Thắng này. Thì sau này nó sẽ tích hợp thêm một cái mục gọi là mục này này, cái xanh xanh này. Các bạn để ý không, nếu mà các bạn kích vào cái này á, nó sẽ hiển thị ra cái camera để bạn quét cái mã QR. Thì cái mã QR này á, nó sẽ giống như là cái việc bạn tích hợp mà như sau. Đây Thắng sẽ thoát cái này ra trước. Ok, Thắng ví dụ nhé, đây là cái trang web OpenSea, một trong những cái trang web rất nổi tiếng trên thế giới về phát triển cũng như là mua bán NFT. Thì các bạn vào đây, các bạn để ý rằng là sau này có thể P Network nó cũng sẽ giống như vậy, nó sẽ có cái nút gọi là Connect P Wallet. Khi bạn kích vào đây này, thì nó sẽ hiển thị ra một cái mã như thế này, gọi là Wallet Connect. Đó, các bạn để ý không, nó sẽ có cái mã QR như thế này. Rồi đây đúng rồi, đây chính là cái mã QR. Bạn sẽ dùng cái P browser, bạn mở cái camera lên, bạn quét cái này thì mặc định là cái ví P của bạn sẽ được kết nối trực tiếp đối với cái pnet.com. Đấy Thắng lấy một cái ví dụ như thế nhá. Thì khi bạn kết nối rồi á thì P blockchain nó hiểu rằng cái ví P browser nó đã được kết nối với cái ứng dụng pnet. Thì từ đó bạn có thể truy cập vào pnet wallet, bạn có thể truy cập vào myp, bạn có thể truy cập vào blockchain, bạn có thể trực tiếp KYC, thậm chí KYC trực tiếp trên cái pnet này được luôn. Thì cái khả năng này Thắng nghĩ rằng nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì là nếu như bạn phát triển một cái ứng dụng ở PC mà nó chỉ có một cái chức năng duy nhất đó là đi tìm các cái sản phẩm và không có tác dụng gì khác ấy, thì nó rất chi là kỳ. Hoặc đơn giản ấy là bạn sẽ phải truy cập được vào một cái ứng dụng, ví dụ như là pchainmore.com, bạn ấn nút thanh toán thì khi bạn thanh toán bạn sẽ phải có một cái mã QR. Bạn quét cái mã QR đó thì cái ví của bạn nó trực tiếp trừ tiền luôn, chứ thay vì là bạn sẽ phải vào trong cái P browser của cái ứng dụng. Bởi vì không phải ai cũng rảnh thời gian mà cầm cái VP browser suốt ngày đúng không ạ? Nếu như bạn có một cái máy tính tin cậy, bạn chỉ sử dụng để làm những công việc liên quan đến bảo mật
thì bạn có thể sử dụng cái PC hoặc cái laptop đó, bạn có thể để mua bán thanh toán trên các cái sàn thương mại điện tử hoặc là trên các cái hệ sinh thái, mình gọi là hệ sinh thái của Pi đi. Thì đấy là cái mình đang hiểu là như vậy. Thế thì cái việc ra mắt việc ra mắt cái pinet.com phiên bản welcome to pinet như thế này á, thằng nghĩ rằng nó thực sự cần thiết. Có thể ở thời hiện tại cô chú anh chị các bạn chúng ta thực sự chưa nhận ra được cái giá trị gì ở cái này đâu. Thế nhưng mà thắng nghĩ rằng là Pico Team họ đã chuẩn bị cho cái điều này, và thắng nghĩ cái điều mà thắng đang suy nghĩ, cái đáng thắng đang đưa ra quan điểm cá nhân, nó có khả năng xảy ra được. Bởi vì đối với cái việc này thắng nghĩ rằng nó không quá khó khăn đối với Pico Team đâu, và cái đội ngũ làm việc của Pico Team thắng nghĩ rằng họ đủ thông minh để làm ra được cái tích hợp kết nối giữa pnet.com và P Browser, một trong những ứng dụng mà chúng ta sử dụng để KYC, chúng ta sử dụng để chat đó. Thế thì chúng ta hiện tại là có đang có hai cái vực khu vực để chúng ta có thể giao tiếp với các cái pioneer khác. Thứ nhất là cái Fireside, thứ hai là cái P chat ở đây. Thì đối với cái P chat này thì như lần trước thắng có nói á, thì nó thực sự nó khá là hỗn loạn. Nó hỗn loạn ở cái chỗ là ví dụ như bạn vào trong bạn hỏi ai đó một cái gì mà bạn không có để ý, ví dụ đang bạn đang bận thì có thể người ta đó người ta đã trả lời cái câu hỏi đấy cho bạn rồi, nhưng mà bạn lại không thể tìm được cái câu trả lời đó vì cái lượng người ta viết tin nhắn rất là trôi. Thì nó giống như một cái cổng thanh toán, cổng chat thế giới ấy, nó rất chi là hỗn loạn và chúng ta không có cái tính tập trung. Vậy cho nên là khi mà người ta ra mắt cái Fireside này thì ta nghĩ là cái Fireside này nó có cái giá trị cao hơn, bởi vì nó chia ra làm các cái topic, các cái chủ đề khác nhau. Bạn có cái chủ đề nào thì bạn nói về cái chủ đề đó, ta nghĩ là nó ok hơn ấy. Thay vì chúng ta về cái pchat. Thế nhưng mà thực tế là cái pnet Fireside Forum này nó lại mất tiền. Thì như chúng ta đã phân tích với nhau từ cái short trước rồi, thì cái việc mà chúng ta trả phí để mà tương tác trên này ấy, thực sự nó là cái gì đó nên có. Bởi vì nếu như mà chúng ta có những cái trả phí như này ấy, thì những cái bọn tin tặc, những cái bọn tin giả mạo hoặc những cái bọn mà nó có tính chất lừa đảo thì nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Ta không nói là mất đi hoàn toàn nhưng nó sẽ hạn chế, bởi vì họ hoàn toàn họ họ phải bỏ tiền ra họ mới tương tác được đó. Thì cái đấy là cái mà thằng nghĩ rằng nó có tính hợp lý rồi. Thế thì đấy là cái chúng ta trải nghiệm với nhau về cái ứng dụng Pnet, về cái P Browser thôi. Và cái tiếp theo thằng muốn chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là cái Certix Security Leaderboard, một trong những cái trang chính thức của cái tổ chức Certix, một trong những cái tổ chức chuyên kiểm toán thông tin về tài chính của bất cứ cái dự án blockchain nào. Thế thì như một số các cái YouTuber khác nói ấy, thì thắng không biết là họ có hiểu biết gì về blockchain không, nhưng mà bản chất ấy, về cái việc kiểm toán tài chính này nó không chỉ xuất hiện ở cái blockchain đâu mà nó còn xuất hiện ở cả các cái doanh nghiệp nữa. Ví dụ thắng mở một cái doanh nghiệp thì thắng bắt buộc phải có một cái kế toán. Thì một cái người kế toán này họ sẽ khai báo những cái thông tin này đối với nhà nước để làm một số các cái nhiệm vụ cơ bản, ví dụ như là khai báo doanh thu chính, khai báo doanh thu thu nhập sau thuế vân vân, thì chúng ta sẽ phải đóng thuế. Thì đấy là cái doanh nghiệp cơ bản. Còn là trên Pnet này thì chúng ta chưa nó không có cái đóng thuế kiểu như vậy, hoặc là trên với blockchain nó không có đóng thuế kiểu vậy, mà nó chỉ là chúng ta thu cái phí giao dịch đó. Thì cái phí giao dịch này á, nó sẽ được kiểm toán và nó sẽ được phân phối do rất nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như là đốt token này, ví dụ như là chia cho những cái người chạy làm validator này, chia cho những người chạy nốt này đó. Thì cái đó nó phải rất là rõ ràng. Thì cái việc kiểm toán của Certix đối với P Network ấy, thực ra là thắng nghĩ rằng là nó cần thiết. Có thể là thắng không biết là P có team họ muốn hay không muốn, thế nhưng mà khi mà nó muốn phát hành ra thế giới và nó muốn trở thành một đồng tiền chung ấy, thì bắt buộc nó phải được kiểm toán bởi một cái tổ chức uy tín nào đó. Thì đối với blockchain hiện tại là Certix, thì một cái tổ chức nó sẽ được kiểm toán bởi một hoặc nhiều tổ chức kiểm toán khác nhau. Certix chỉ là một trong số những cái đơn vị kiểm toán đó thôi. Thì ngoài ra có thể sau này mình sẽ thấy cái đơn vị tổ chức kiểm toán tài chính nó là một cái công ty thật ở ngoài đời theo kiểu là kiểm toán tài chính bằng tiền pháp định ấy. Thì lúc đó rõ ràng là Pi có khả năng trở thành một cái dòng tiền song song với dòng tiền pháp định khác chứ, thì cái điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thì nhưng mà thời hiện tại ấy, thì bắt buộc Pi blockchain nó phải có kiểm toán. Kiểm toán ở đây là kiểm toán bảo mật trước, tức là nó có tính bảo mật. Cái thứ hai là kiểm toán về cái dòng pi nó chạy ra. Bây giờ pi không có dòng tiền thì nó kiểm toán làm sao được? Thì cái việc mà ra mắt cái Fireside Forum cũng là để cho cái dòng tiền nó chạy trước này. Sau đó là những cái hệ sinh thái ở bên thứ ba, ví dụ như là
Pigeon Mall, Be Better Mall, hay là sau này chúng ta có những cái đơn vị họ chấp nhận thanh toán bằng Pi như là Amazon Pi.com hay lại thế Alibaba Pi.com chẳng hạn. Đó, thì cái thằng nghĩ là cái đấy nó có thể nó xảy ra, thì chúng ta sẽ có cái tính lạc quan hơn. Thắng nghĩ rằng là chúng ta nên lạc quan vào cái điều này, bởi vì ở thời điểm hiện tại Pi nó đi một cái chặng đường rất là xa, và cái việc nó ở mainnet đóng ở thời điểm hiện tại là thực sự cần thiết để mà nó phát triển hệ sinh thái. Tùy theo cái quan điểm cá nhân thôi, Thắng nghĩ rằng là với một cái dự án blockchain đơn thuần, nó chỉ đơn giản là tạo ra được một cái ứng dụng mang tính chất là trong xã hội của Web3, trao đổi giao dịch cơ bản ở trên nền tảng của blockchain ấy, thì nó không cần thiết phải làm như Pi. Nó chỉ đơn giản là nó xây dựng một cái layer 2 ở trên một cái nền tảng gốc, ví dụ như là chúng ta thấy Arbitrum, chúng ta thấy Polygon, chúng ta chuẩn bị thấy Zcash, chúng ta thấy Rollup, chúng ta thấy Skylet, thì rất nhiều những cái nền tảng đó người ta gọi là layer 2 chạy trên layer 1 của Ethereum. Tức là bản thân Ethereum nó đã xây dựng được một cái danh tiếng lớn rồi. Thì bây giờ tôi là David đứng trên lưng của người, đứng trên vai của người khổng lồ thôi. Tôi giải quyết một số cái vấn đề mà người khổng lồ không làm được. Ví dụ người khổng lồ không chui vào nhà vệ sinh nhỏ của cái người nhỏ được, thì rõ ràng cần một cái người nhỏ để chui vào cái nhà vệ sinh đó nó dễ hơn. Thằng đấy một cái ví dụ nó buồn cười một chút. Thế nhưng mà rõ ràng là để mà giải quyết cái bài toán là quá tải, phí gas ta cao, thì Ethereum họ bắt buộc phải chia sẻ cái thị phần đối với một trong những cái nền tảng khác, và họ chấp nhận cho người khác xây dựng xung quanh cái mà chúng ta gọi là hệ sinh thái của Ethereum, chứng tỏ là cái điều này nó hoàn toàn có thể xảy ra. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện về Pi, nó cũng thế. Pi nó cũng sẽ cần phải làm cái điều đó nếu như nó sắp chấp nhận mainnet trước và xây dựng hệ sinh thái sau. Nhưng mà Pi họ chấp nhận nó là một cái blockchain layer 1, và nó không muốn cái gì nó xây dựng thêm nữa xung quanh theo kiểu dạng layer 2, bởi vì bản chất của Pi nó lại chạy trên cái thuật toán đồng thuận là Stellar, giống như cái đồng Lumer XML ấy, tức là XML, tức cái đồng đồng token này thì nó cũng chạy trên Stellar như vậy. Thế thì với cái chạy trên cái Stellar thì nó sẽ giải quyết được một số các vấn đề, ví dụ như chi phí giao dịch thấp, thì như vậy đã là giải quyết được một vấn đề rồi. Tốc độ giao dịch nhanh, vậy thì chả có lý do gì mà Pi có team họ phải xây dựng một cái layer 2 cả. Họ chỉ cần phát triển tốt cái layer 1 của họ, và họ đưa cái họ kết nối, thực ra chính thức cái câu chuẩn phải là kết nối hệ sinh thái toàn cầu vào, chứ không phải là xây dựng hệ sinh thái. Bởi vì bản chất hệ sinh thái nó đã có mặt từ hàng trăm hàng ngàn năm nay, từ trước cái này rồi, đâu cần phải xây dựng gì đâu. Chỉ đơn giản bây giờ là ông Pi ông ấy làm sao ông ấy thuyết phục được cái hệ sinh thái bên kia nó chấp nhận vào đây là được. Chứ bạn để ý mà xem những cái hệ sinh thái mà từ cái bên khác ấy, nó đâu có cái giá trị thực tế đâu. Bạn đâu có đem cái NFT ra bạn ăn được đâu. Cái NFT đó chỉ đơn giản là bạn trao đổi với nhau qua một cái token khác, gọi là token USDT, USDC, đại loại vậy thôi. Chứ nó không tạo thực sự được một cái giá trị gì ngoài thực tế cuộc sống cả. Nhưng mà nếu như cái hàng hóa nó được đưa vào lưu thông ở trong Pi Network ấy, thì đáng nghĩ rằng cái sự 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 lưu thông của dòng tiền là một chuyện, và cái thứ hai là cái giá trị nội tại thực tế của một cái doanh nghiệp nó được đề cao hơn bao giờ hết. Thì đấy là cái điều mà Pi nó khác biệt đối với các blockchain khác. Còn nếu mà chúng ta lấy cái cố hữu, tức là một cái blockchain cũ để áp vào đặt vào cái hệ sinh thái của Pi, rằng Pi phải thế này phải thế kia, phải giống thế này phải giống thế kia, phải proof of work, phải proof of stake chẳng hạn, thì Thắng nghĩ rằng nó hơi bất công cho Pi. Cái gì đó nó mới quá, chúng ta khó có thể chấp nhận, chúng ta cần thời gian để chúng ta hấp thu cái điều đó. Thì trong vòng 2 năm trở lại đây, Thắng thấy rằng là cái quan điểm cá nhân của Thắng về Pi thôi nó cũng đã có nhiều sự thay đổi, chứ chưa nói gì đến cộng đồng Pioneer, cộng đồng thế giới. Ngày xưa thì có nhiều anti Pi hơn, bây giờ thì ít anti Pi hơn, hoặc là họ thậm chí họ quay ngoắt ra, họ có thể bắt đầu có những cái phân tích về Pi. Nhưng không sao cả, khi mà thị trường nói tốt về Pi chứng tỏ là cái cơ hội chúng ta còn ít hơn, còn khi mà người ta còn nói xấu nhiều về Pi thì chúng ta thấy rằng cơ hội chúng ta nhiều hơn. Nếu mà chúng ta đã khai thác từ những năm 2019, 2020, 2021 thì rõ ràng cái cơ hội của các bạn là rất lớn. Còn nếu như chúng ta năm 2023 bắt đầu mới khai thác thì thà muộn còn hơn không bao giờ thôi, chứ còn trên thực tế bạn không có nhiều cơ hội để mà sở hữu Pi. Nhưng mà nếu như bạn có cái sự nhanh nhạy đối với thị trường thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu Pi bằng một cách nào đó ha. Thì cái này Thắng không chia sẻ ở đây được, bởi vì là nó có rất nhiều những cái vấn đề liên quan. Bạn có thể trao đổi hàng hóa để lấy Pi.
mà bạn có thể làm cái gì đó để có thể có nhiều pi. Cách tốt nhất ở thời hiện tại và hợp pháp nhất đó là tuyển rep và chạy nốt, thế thôi. Thế nhưng mà các bạn hãy lưu ý rằng là cái tốc độ khai thác hàng tháng nó cũng dần dần nó cũng không có còn cao nữa. Chúng ta thấy rằng trong cái tháng 6 này nó đã giảm đâu đó khoảng hơn 7,5%, tức là từ 0.0117 xuống còn 0.0106 gì đó, tức là chúng ta giảm khá sâu. Thì theo tháng thấy theo tốc độ khai thác của tháng nó bị giảm đâu đó tổng chung là 0.07, tức là giảm khá sâu đấy. Các bạn sẽ thấy là giảm khá sâu bằng đúng một cái người nào đó là khai thác pi và không khóa pi gì cả, khóa pi trong 2 tuần thôi đó, thì cái tốc độ của bạn chỉ là 0.06, 0.05 gì đó thôi, rất là thấp. Thế như vậy rằng là với cái tốc độ này thì theo đang tính toán thì cứ 1 năm chúng ta chỉ khai thác được có 0.93 pi nếu như giữ nguyên tốc độ như thế này. Nhưng mà thắng nghĩ rằng từ các cái tháng sau hoặc các tháng sau nữa, từ giờ cuối năm nó sẽ giảm chứ, cho nên là 1 năm có khi chưa chắc chúng ta đã khai thác được đến 70 pi đâu, pi tím á. Và cái pi vàng này các bạn cứ nghĩ là pi vàng nó sẽ được, các bạn được nhiều thì các bạn thích, nhưng mà thắng không biết là bao giờ nó mới trả cái pi vàng ấy về đâu, và thậm chí là nó không giống như là Bitcoin halving mà nó sẽ có thể là bao nhiêu năm nó mới trả được một lần, hoặc bao nhiêu chục năm nó trả một lần. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì ạ? Nó phụ thuộc vào cái hệ sinh thái của thế giới đưa vào pi như thế nào. Nếu như hệ sinh thái đưa vào cực nhiều và cái lượng pi không đủ thì đó người ta gọi là nó sẽ bị giảm phát á. Thì lúc đó là, hoặc là nó có hai cái vấn đề. Một là người ta sẽ dùng cái mới là cái micro pi, tức là dùng cái lượng pi rất thấp, cái giá trị pi của một pi rất là cao. Nhưng khi nó cao quá rồi và nó thực sự nó sẽ dẫn đến cái vấn đề giảm phát ấy, thì nó sẽ phải có một cái điều chỉnh để là trả bớt thêm pi cho cái người pioneer, tức là bao nhiêu phần trăm trong một bao nhiêu phần trăm trong bao nhiêu năm ấy. Thì cái đó thì do POT họ tính toán, thắng không phải là người tính toán được cái điều này. Thế thì đó là cái câu chuyện mà thắng thấy cái tiềm năng của pi trong năm 2023 này là hoàn toàn có thể xảy ra cái vấn đề mainnet. Nếu như mà trong tháng 6 họ hoàn thiện được cái pi node. Ở thời điểm hiện tại thắng thấy rằng là Picoteam team họ đã chấp nhận không phát triển cái pi node cho Linux nữa. Nhưng mà tất cả các cái nền tảng chạy node khác ở trên thế giới hiện tại hầu hết nó chạy bằng Linux hết. Riêng pi nó lại chạy trên Mac OS và Windows. Điều này có thể thấy là gì ạ? Là họ không quá quan tâm nhiều về cấu hình. Cái việc bạn có cấu hình tốt thì bạn sẽ xử lý được nhiều giao dịch hơn mà thôi. Còn nếu như bạn có một cái máy cấu hình trung bình, bạn vẫn có thể trở thành một cái node và bạn có thể nhận được cái phí giao dịch, nhưng mà bạn sẽ nhận được ít hơn so với những người khai thác lâu hơn, và nhận được ít hơn so với những người có cấu hình mạnh hơn, và nhận được ít hơn so với những người có cái tốc độ mạng khỏe hơn. Thế mà thôi. Dù sao nó cũng là một cái cỗ máy tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động. Tính đến thời điểm hiện tại, nếu mà chúng ta nói không thì không đúng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là bây giờ một pi ở chợ đen là 11-12 ngàn. Bây giờ một ngày bạn khai thác trung bình đâu đó là khoảng 7 pi. Thắng nghĩ được khoảng 7 pi tím đó. Nếu mà bạn chạy nốt với cái tốc độ đâu đó khoảng 3.5-4 chấm. Thế thì bạn cứ thử nhìn mà xem, rõ ràng đó là một cái nguồn thu nhập thụ động. Một tháng, một ngày kiếm được 100 ngàn. Ví dụ tháng tới một tháng tháng chạy tiền điện hết khoảng tầm 300 ngàn, 350, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ thực sự trả đủ cái tiền điện nếu như bạn bán pi đó đi. Đấy là cái thực tế nhá. Thì thắng thấy rằng là nó đang tạo ra lợi nhuận đó, nó chỉ là chưa nhiều thì hiện tại thôi. Khi nào mà pi có một cái giá trị rõ ràng rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ nhận được rất nhiều cái nguồn thu nhập. Lúc đó bạn có thể không sử dụng pi để bán lấy tiền pháp định, mà bạn hãy sử dụng pi để mua hàng hóa. Cái đó cũng là cái tốt. Hoặc sau này khi các cái sàn nó niêm yết pi sau khi mến nó mở, bạn hoàn toàn có thể đổi mà. Chỉ là ở thời điểm hiện tại bạn không được phép đổi theo cái giao diện cái policy của pi thôi. Còn sau đó thì khi mà lên sàn rồi, khi mà phi tập trung rồi và khi mà chạy mainnet mở rồi thì rõ ràng là POT họ không có quyền kiểm soát cái điều đó. Chúng ta muốn làm gì với cái đồng pi của chúng ta thì tùy. Bởi vì bây giờ họ không muốn cái điều đó xảy ra, cho nên là họ hạn chế tối đa những ai vượt qua KYC rồi, kể cả xanh hay tím hay gì đó, bạn sẽ chẳng nhận được pi đâu, vì là họ thấy rằng là cái lượng trao đổi pi chợ đen khá nhiều. Thắng nghĩ rằng đấy là một cái lý do tại sao mà rất nhiều tài khoản rep của thắng cứ hỏi là làm sao mà tôi KYC xanh rồi trong vòng 3-4 tháng, thậm chí nửa năm rồi mà vẫn chưa được nhận pi về. Thậm chí thắng có một rep còn hơn một năm rồi cơ, KYC xanh hơn một năm rồi, trở thành valid data rồi nhưng vẫn chưa nhận được pi, mặc dù số lượng pi của bạn ấy chỉ ở đâu đó khoảng hơn 100 pi, không có nhiều, vẫn không nhận được pi luôn đó. Thì cái điều đấy chúng ta sẽ
sẽ để ý là lấy là lý do tại sao họ muốn cái việc chợ đen họ dừng lại một chút, họ chậm lại một chút. Còn sau này họ Picotin họ có những cái xử lý với các cái người trao đổi đó hay không thì ta nghĩ là có thể không. Ok, thế thì cái đấy nó sẽ phụ thuộc vào một số những cái liên quan đến cái chính sách của họ thôi. Còn Thắng là một người không trao đổi theo dạng mua bán pi bằng pháp định, cho nên là Thắng không có tìm hiểu nhiều về cái điều đó, và Thắng chỉ đơn giản là một pioneer chia sẻ thông tin với mọi người mà thôi. Rồi, trên đây là những cái chia sẻ của Thắng về cái quan điểm cá nhân với Pi Network, với Pi Net, một trong những cái trải nghiệm cho PC cũng như là cái Fireside Forum. Nếu như cô chú anh chị các bạn yêu thích cái video này, có thể like, share và subscribe. Và nếu như chúng ta chưa khai thác Pi thì mặc dù bây giờ không phải là thời điểm còn sớm, nhưng mà vẫn là một cái cơ hội cho chúng ta có thể sở hữu một trong số những cái đồng Pi còn lại. Và nếu như chúng ta muốn khai thác tốc độ nhanh hơn thì có thể nhập cái mã mời của Thắng ở dưới đây để chúng ta có thể khai thác một cách tốt hơn nha. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những cái postcard tiếp theo. Xin chào.